Theo ghi nhận của Lao động ngày 26 tháng 8, hiện có 3 ngân hàng trên thị trường trả lãi suất trên 7,7% trên năm cho các kỳ hạn từ 12 đến 13 tháng. HD Bank hiện trả lãi suất 7,7% trên năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện duy trì số dư tiền gửi từ 500 tỷ đồng. MSB hiện trả lãi suất 8,0% trên năm cho kỳ hạn 13 tháng với điều kiện tiền gửi từ 500 tỷ đồng. PVcombank hiện trả lãi suất cao nhất 9,5% trên năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện số dư tiền gửi mới mở từ 2.000 tỷ đồng.